Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dấp. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ để bàn cho anh em mình tham khảo ha. Như trước mặt anh em thấy đây là một chiếc đồng hồ quay sách anh em ha. Ở Việt Nam mình, anh em mình hay gọi là những chiếc đồng hồ quay sách. Và những cái chiếc đồng hồ này anh em ở bên Mỹ hoặc ở châu Âu họ sử dụng rất là nhiều anh em ha. Và tới ngày hôm nay thì nó vẫn còn sản xuất theo những cái mẫu mã này anh em ha. Đó, những cái kiểu dáng như thế này thì tới ngày hôm nay nó còn một vài cái thương hiệu vẫn còn sản xuất tới ngày hôm nay anh em. Đó, nhưng mà con này thì nó quá trời là đặc biệt. Anh em thấy cái kích thước của nó mà. Anh em nhìn đó. Nó quá trời quá đất, nó bự lắm anh em ơi. Cho nên là anh em phải có một cái không gian và một cái chỗ để thật là vững, một không gian lớn thì anh em mình mới bày chơi được cái con này anh em ha. Thôi anh em mình cùng với em đi soi xem cái con đồng hồ này nó có cái gì hay. Trước tiên cũng như mỗi khi em sẽ báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em đó ha. Con này là đến từ nhà Benmec anh em ha. Benmec là một cái thương hiệu của Đức nha anh em. Nó đến từ Đức, anh em cứ search cái thương hiệu này thì nó ra những cái đồng hồ để bàn rất nhiều anh em ha. Đây là cái thương hiệu của Đức, và đặc biệt á, là cái thương hiệu này á, là sau này thì nó nổi tiếng làm những chiếc đồng hồ pin mà dạng như kiểu hoài cổ anh em đó, thì nó cũng rất là nổi tiếng tới ngày hôm nay anh em ha. Và cái thương hiệu này nó cũng khá là lâu đời ở Đức nha anh em đó. Thôi con này là đến từ nhà Benmec anh em ha, của Đức đó. Sản xuất thập niên 80 đó, 3 lỗ 8 gông nha anh em. 3 lỗ 8 gông chơi 3 bản nhạc, điểm chung 15 phút chạy tuần nha anh em. Con này là 8 gông 3 bản. Đó. Rồi. Mỗi chiếc đồng hồ em đều áp một cái mã nha anh em. Đó, một cái mã nè, anh em thấy mà. Con này là con QX081 nha anh em. QX081. Đó. Đường kính mặt số là 16 cm. Với kích thước chiều cao tổng thể là 46, ngang là 38 và sâu là 22. Anh em thấy cái thước nó khủng không anh em? Và nó nặng là 9 kg nha anh em, nặng 9 kg. Đó, con đồng hồ này nặng 9 kg. Đó, kích thước là chiều ngang là 46. Chiều cao là 46, sorry anh em, chiều cao là 46, ngang là 38, sâu là 22 cm. Đó. Giá nó là mười mấy triệu nha anh em, mười mấy triệu. Đó, con này là mười mấy triệu. Và cái mấy triệu đó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Anh em nào mà thích thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đó, giá em nó là mười mấy triệu nha anh em. Rồi anh em mình cùng với em đi soi. Với một cái kích thước như thế này anh em thì nó rất là to anh em ha. Và cái con đồng hồ này á là nó mới gần như là hơn 95% nha anh em. Đó, cái độ mới hoàn hảo của nó là hơn 95%, mới tinh rồi anh em, đẹp lắm. Đây. Anh em thấy cái quay sách của nó mà. Đây, cái tay sách bằng đồng anh em. Đó, tay sách bằng đồng. À, rồi anh em thấy không ạ? Đây nước sơn nè anh em. Đó, con này là hoàn thiện là gỗ cherry anh đào nha anh em, gỗ cherry anh đào. Đó, gỗ cherry anh em thấy không ạ? Sơn zin chấm bi. Đó, sơn zin chấm bi còn đủ hết anh em ạ. Đó, nước sơn zin mà anh em. Đó, sơn zin chấm bi mới lắm anh em ơi. Anh em thấy vân gỗ nó đẹp không? Đó, vân gỗ anh đào anh em ha. Đó, vân gỗ anh đào. Đó, anh em thấy vân gỗ không ạ? Đó, sơn zin chấm bi còn đủ hết em ha. Đó, đây sơn zin chấm bi đủ hết. Đó, em soi từ 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 cho anh em xem nha. Con này đúng nghĩa hàng nước nha anh em, đúng như tiêu đề em trả ha, đúng nghĩa hàng nước, đẹp lắm em ơi. Đó, sơn zin chấm bi phân gỗ anh em. Đó, đẹp hơn anh em. Đó, đây là cái mặt trước, mặt trên chứ, sorry nha. Em coi tới phần chỉ nha, đây là chỉ bên trái nè. Chơi với em đó anh em, là em không bao giờ mà giao lưu qua một hai tấm hình ha, tất cả đều làm clip rõ ràng hết. Năm nay 2023 mọi thứ nó phải đều minh bạch và rõ ràng ha anh em ha. Đó, như vậy thì ai cũng vui ha, người mua cũng vui mà người bán cũng vui, không có gì mập mờ hết á. Đó, tất cả đều được phô bày hết, soi cận cảnh cho anh em mình, nhất là anh em ở xa ha. Anh em ở xa thì thông qua một cái video clip như thế này đó. Đó, thì anh em mình có một cái cách nhìn gọi là trực quan nhất anh em ha. Đó. Rồi đây là cái phần hông bên phải anh em, đó, phần kiến của nó. Đó, lộ cơ anh em ha, đó, nhìn vô thấy máy. Đó, phần hông.
xong lộ cờ này thấy sơn zin chấm bì, sơn zin chấm bì. Ở đây là cái phần đế ở bên trái này nè, ở bên phải chứ, đó, phần đế bên phải này nè, đẹp không em? Rồi đây là cái phần đế đằng trước này nè, nó mới cỡ đó mà nè, mới lắm anh em ơi. Và cái vỏ này anh em thì cái nước bóng của nó còn rất là khá tốt anh em ha, cái nước của nó còn khá tốt, anh em mình lau chùi thoải mái ha. Lâu lâu anh em mình lấy cà na quýnh lên cái là bóng lửng nha anh em. Đó, bao anh em lau chùi thoải mái nha anh em, lau chùi thoải mái, lại cái bộ vỏ này nó còn quá mới. Đó, đâm ra là anh em mình lau chùi thoải mái không sợ gì hết ha. Đó, chứ không phải là chét mấy cái gì đó lên rồi bài quýnh một cái là nó bay hết nha anh em. Cái này là anh em mình lau chùi thoải mái, vệ sinh thoải mái. À, lâu lâu anh em mình lấy cà na quýnh sơ cái là nó bóng lưỡng giống vậy nè, bóng lưỡng nè. Đó, em quýnh cà na bóng lưỡng. Rồi đây là cái hồng bên trái này nè, đó, hồng bên trái nè, lậu cơ nè, lậu cơ. Rồi anh em coi cái trụ của nó nè, đó, trụ 1/2 nha anh em, trụ 1/2, đây trụ 1/2 anh em, trụ 1/2. Rồi anh em thấy nó đẹp nhất ở chỗ nào anh em? Chính là cái giao diện mặt trước nè anh em thấy không? Đó anh em thấy nó full nu, đó vân nu đẹp không anh em? Đó, họ design rất đẹp anh em ha, những cái vân mà đẹp á thường là họ làm veneer để mà họ trang trí cho cái con đồng hồ đẹp. Anh em nào mà chơi đang chơi hệ nu, chơi vô anh em thấy mắt nu. Đó, này mới gọi là nu nha anh em. Đó, anh em mình chơi phải biết phân biệt vân ha. Đó, vân này mới là vân nu nha. Đó, còn bữa em có chia sẻ rồi đó, ví dụ như cái con đồng hồ trên đó là vân ngủ gụ nha anh em. Đó, vân ngủ gụ nha. Đó, còn này mới là vân nu nè. Anh em thấy nu á thường là nó có mấy cái xoắn như nè. Đó, anh em thấy cái mắt nó nè. Đó, đó mới là nu anh em ha. Sơn zin chấm bi nè, anh em còn đầy đủ hết. À, anh em thấy không? Cận cảnh luôn anh em xem có rõ không? Đó. Quá trời quá đất anh em ha. Rồi đây là cái trụ bên phải này nè. Đẹp quá anh em ơi. Thật sự mà nói thì khi mà em khui con hồ gà này em cũng khá là bất ngờ anh em. Đây cái núm này nè, núm động. Nó còn quá mới nè, mới lắm. Anh em thấy sơn zin chấm bi. Đầy đủ hết. Đây ron chân kiến này nè. Còn đầy đủ anh em ha. Đây bản lề đây nè. Xôi cận cảnh vô nè. Anh em thấy không nè, bản lề nè. Để coi mắt in gì đây. Mắt in gạt mali nè nè, thấy không? Đó, còn nè nè. Mắt in lần chứ, mắt in lần. Cái móc này. Cái móc. Cái bản lề anh em thấy không ạ? Đó, tưởng đâu mắt in gạt mali không phải à. Mắt in lần luôn nha anh em. Đó, mắt in lần. Đó. Rồi đây nè. Đó, bản lề dưới nữa nè. Nó cũng có một cái chùm chữ đây nè. Không, con này không có. Đây là mắt in lần luôn. Rồi anh em thấy mà đây là sơn zin chấm bì, sơn zin chấm bì đẹp không nè. Cái cửa đó anh em coi gỗ thịt biểu sao nó không nặng. Đó, anh em coi gỗ, anh em coi mấy cái mối ghép của người ta nước ngoài họ làm đó, đã không nè. Đó, vì sao mà em nói là những cái con quay sách mà thường mà đến từ cái con này là nhập Mỹ nha anh em. Đó. Đó, sản xuất tại Đức thì nó mà xuất qua Mỹ ha. Đó, là Mỹ nhập về Việt Nam nha anh em. Đó, đó, con này anh em thấy toàn bộ nó đều là gỗ thịt không anh em thấy không? Tại sao mà nó hơn cái con mà thuần châu mà nó mấy cái con mà nó có mấy cái tiệm trên đây mà mặt trăng sao đồ anh em. Đó, mấy con vua ba đồ á, nó toàn mấy cái con đó thì cái bộ vỏ nó chắc chắn là không bao giờ bằng được mấy cái con này anh em ha. Đó, cái con kia là nó là gỗ ván ép nha nè, gỗ ván ép cán veneer ha. Con này là gỗ thịt nguyên khối nha, gỗ thịt anh em thấy cái chỉ gỗ thịt không, bởi vì nó nặng 9 kg nha nè. Đó, nồi đồng cối đá anh em coi mặt số nè, bốn góc nè, bốn góc họa tiết, bốn góc họa tiết. Anh em coi mặt chạy tia anh em thấy không, mặt chạy tia thôi, mặt số lá mã này nè. Đó, em thấy mà không tì vết luôn anh em, mới cỡ đó nè,
Rồi đây là cái chỗ chuyển bài anh em ha. Đó, đây là Stan Michael, Washington im lặng, dưới là Westminster nè anh em ha. Tổng cộng là 4 lớp ha. 4 lớp Westminster là Stan Michael và Washington ha. Ở trên là sai lần là im lặng ha. Đó, tổng cộng là 4 lớp. Đẹp hồn em. Cái sơn zin chấm bi là thấy kết liền. Đó. Không tì vết nè. Này anh em mình về anh em mình mua về nói mua hàng thùng cũng được anh em. Hàng thùng cũng được. À, để em quay lại đằng sau nha anh em. Thôi, để quay lại đằng sau. Khá nặng nha anh em. Nặng lắm. 9 kg rồi. Rồi anh em thấy cái hậu sau nè. Đổ thịt không. Để thấy. Đây là thông số đó anh em ha. Đó, model của nó là 6745 anh em. 6745. Đó. Anh em thấy không ạ? Phoenix cherry đó, vỏ cherry anh em ha. Đó. Đó cái ga của nó là 583 nè. Anh em thấy không? Nó còn cái tem mua ở Mỹ luôn rồi nè. 13 tháng 3 2023 họ dán vô. Mua tại Mỹ luôn nè. Đang coi vách hậu đó. 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 Đây. Tấm nó này nè. Đẹp hơn nè. Đó anh em nhìn cái máy nó nè, đó. Này em xin phép là em không có ấy máy luôn nè anh em ha, nó quá mới rồi anh em, cho cái clip nó suông luôn nè, cho cái clip nó suông luôn đó, anh em nhìn vô anh em thấy anh em nhớ em quay như vậy là anh em cũng thấy nè. Này thì cận cảnh thì nó không cho ha. Đó, đây bị sai sai đó, anh em thấy cái máy nó không, mới cỡ đó nè anh em, mới đó, ba lần đã rồi nè, ba lần đã đó. Rồi em thấy không? Máy mọc. Con này là chạy máy Hemler anh em ha, mang cái mã là 1050020 anh em ha. Đó anh em thấy không ạ, đây là máy Hemler nha, đó máy phân Hemler sản xuất năm 1981 anh em thấy không ạ, đó 1981 nè, đó nếu mà cái này đời số này nó qua đời chữ là đời cao nha anh em, đó con này là nó ghi rõ là 1981 nè, phân Hemler nè anh em, đó chạy hai chân kính tru si well cho cốt ba lần nè, đó anh em thấy không ạ, mấy cái cấu hình tấn công là nó mang mã 4 số nha, 1080 1050 ha, còn mấy cái mã mà mấy cái con mà 5 công á nó mang mã 3 số nha nè, đó tất cả là sử dụng máy của Hemler nha, đó phần Hemler nè, sản xuất 1981 là anh em nhìn vô nó có ghi thông số đầy đủ hết anh em ha, sản xuất tại Đức, 1050020 đó, 8 búa anh em ha, 8 búa 8 gồng đồng em gọi là sạch sẽ đẹp luôn em, trời với em không có miếng bụi nào hết anh em, không có đem bụi về nhà anh em ha, mình chỉ đem cái đẹp về nhà thôi, bỏ tiền ra chơi còn về bắt lau chùi cân chỉnh mệt lắm anh em, mệt mỏi lắm, về là chỉ có hưởng thụ thôi anh em, về là chỉ có hưởng thụ thôi, bộ gồng sáng quắc sáng giới luôn, gồng đồng rồi. Đó, em quay cái máy vậy ha, thay vì em chụp hình máy em lấy lên để cho một cái view clip nó trọn vẹn luôn ha, tại cái máy cũng quá mới nè. Ok anh em, cái máy anh em là được bảo hành 2 năm toàn quốc nha anh em. Riêng mà cái phần máy thì lúc nào cũng vậy ha, bên em lúc nào cũng vậy, bảo dưỡng full, bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc bên em ha. Và đó cũng là một sự khác biệt ha. Trong cái cách chơi á, nó có hai cái chơi ha, một là anh em mình mua hàng thô, giờ anh em mình tự làm ha, tự làm máy, tự làm này tự làm nọ, hai là anh em mình mua chiếc máy nó đã hoàn thiện hết rồi và nó có bảo hành anh em ha. Đó, cái nào nó cũng vậy thôi đó, anh em thích mà mua mà giống như kiểu hàng thô mua sao về đó thì để vậy chạy, chừng nào hư thì sửa đó. Đó, nó có hai cách chơi, anh em muốn chơi cỡ nào cũng được hết đó. Còn này á, là bên em là tất cả máy móc là đến tay người dùng á, là nó đã hoàn thiện anh em ha, và sẵn là chiếc máy có chế độ bảo hành nha anh em.
đó, bảo hành toàn quốc nha. Đó, còn mà anh em chơi những cái dòng ba lăng này á, đó, à, bữa giờ anh em mà điện về cho nhắn tin hay là hỏi em cũng rất nhiều bài cải ba lăng nhanh chậm anh em. Thì trên mạng thì em cũng đã có chỉnh, em cũng đã chỉ anh em cách chỉnh nhanh chậm ha. Mà một khi mà anh em mình đẩy qua hết bên đây á, mà nó vẫn còn chạy chậm, anh em thấy cộng trừ không? À, đó. Anh em thấy không ạ? Đây là đây dấu cộng nè, đây dấu trừ nè, anh em mình kéo cái, anh em mình giữ cái càng này ha. Anh em mình trả nó về hết mà nó vẫn còn chạy nhanh, hoặc là anh em mình chạy lên, trả lên đây, trả nhanh lên hết mà nó vẫn còn chạy chậm, thì cái máy đó chắc chắn nó có vấn đề nha ha. Anh em đừng có nhìn, anh em đừng có nhìn mà cái máy mà cứ mà thấy mới như vậy á, anh em mình cứ tưởng đâu là chắc máy không còn mới lắm, không có gì đâu anh em. Nhưng mà thí dụ như anh em hên á thì nó còn chạy, nó còn chỉnh nhanh chậm được ha. Còn ví dụ anh em mà bị dính những chiếc máy mà nó nhanh chậm chỉnh không được á, có nghĩa là anh em mình trả nó về hết bên phải mà nó vẫn chậm, hoặc anh em mình trả về hết bên trái nó vẫn nhanh, là cái máy đó có vấn đề anh em ha. Cái máy đó có vấn đề và cần phải được can thiệp xử lý, kiểm tra can thiệp xử lý nha anh em. Đó, còn đây là em đã test hoàn hảo và cái máy được bảo dưỡng kỹ rồi, cho nên về cái vấn đề nhanh chậm này đó là nó vẫn phải chỉnh nhanh chậm được nha anh em. Đó, còn mà anh em mà nào mà đang sử dụng á mà chỉnh nhanh chậm không được á, là anh em mình nên đi kiểm tra ha. Hoặc là anh em nào mà mua sản phẩm bên em á, đó, trong thời gian bảo hành đó anh em, mà nó chỉnh nhanh chậm không được á, thì anh em báo em liền nha. Đó, tất cả đều là miễn phí nha anh em. Đó, em chơi là cái nào là ra rõ ràng cái đó anh em. Đó, bảo hành là bảo hành chứ không có hỗ trợ gì, hỗ chiếc gì ở đây hết á. Ví dụ như hư cái chỉ qua chỗ kia sửa, hư cái chỉ qua chỗ nọ sửa, ở đây là không có chuyện đó nha anh em. Đó, bên em bán sản phẩm ra là có trách nhiệm hết nha anh em. Đó, mới lắm rồi, chiếc máy quan trọng lắm. Đó, anh em mình test chui đi. Đó, bảo hành là 2 năm toàn quốc nha anh em. Rồi, ai nó đang nằm ở bài stand mic cò này mà anh em mình nghe hết luôn đi, và xong rồi anh em mình nghe Washington sáng cơm sườn nha. Rồi, cái khúc 45 này nha, tại vì chỗ em là em set giờ đúng hết em đó, em set giờ là đúng hết, con nào nó cũng set đúng giờ hết em đó, cho nên là nó đổ một lần là nó đổ hết đó. Rồi nó hòa đó, một lần nó đổ hết nè. Set đúng giờ hết. Rồi anh em mình nghe Westminster sáng cầm sườn nha.
ok anh em nghe thấy sao ạ? Những con đồng hồ quay sắt anh em thường á là nó quýnh nó âm nó nhỏ nha anh em đó, chứ nó không có quýnh to đâu đó. Nhà sản xuất họ cố tình làm như vậy anh em ha. Đó, anh em mình trưng bày để phòng khách, để bàn làm việc đó, để trong văn phòng làm việc đó, nó quýnh nó nghe nó vừa thôi đó, những dòng quay sắt này đó. Đặc biệt thì âm nó cũng ngân nga anh em ha, nó nặng lắm anh em đó. Mình nghĩ anh em mình bỏ vô nhà mình, anh em mình chân chơi đẹp không anh em đó, bỏ vô nồi đồng cối đá này mà với cái bộ vỏ này thì thôi xài chắc hết đời mình luôn, nó cũng chưa hỏng nữa nè. Toàn bộ đều là gỗ thật, gỗ cherry anh đào anh em, và thiết kế rất là sang trọng và đẳng cấp này mà đó, giá nó là mười mấy triệu nha anh em, mười mấy triệu rồi. Ok anh em. Nếu thấy hay anh em nào hợp nhãn á, cứ alo trực tiếp với em ha, qua số điện thoại em để cho màn hình á, hoặc là nhắn tin em sẽ trả lời anh em ha. Đó, nếu thấy hay hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo anh em ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.